Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 8, vì sao Bắc Kinh muốn lôi cổ Nguyễn Phú Trọng ra khỏi ghế Tổng Bí Thư. Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 từ ngày 2 đến 8 tháng 10 diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được nâng lên một tầm cao mới, ngang bằng quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và Liên bang Nga. Điều đó khiến cho ban lãnh đạo Bắc Kinh hết sức cay cú, và đó cũng là lý do vì sao khi Tập Cận Bình nhận lời mời sang thăm Việt Nam tới đây, đã đưa ra điều kiện Việt Nam cũng phải nâng cấp bang giao Trung Việt lên tầm cao mới. Nghĩa là phải cao hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, dù mối quan hệ này đã ở mức cao nhất. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 13 kết thúc với sự thất bại ê chề không thể che giấu của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Sự thất bại này của ông Trọng có liên quan gì tới sự giận dữ và căm tức của Trung Nam Hải đối với ban lãnh đạo Hà Nội hay không? Trước đại hội 12, ông Nguyễn Sinh Hùng thời đó đã sang thăm Trung Quốc. Sự cây cú tới mức giận quá mất khôn của ông Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Kinh liệu có liên quan gì đến thất bại của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua? Và nó có liên quan thế nào đến việc một đoàn cán bộ nguồn của Thành ủy Hà Nội sang Quảng Đông Trung Quốc trước Hội nghị Trung ương 8 để được đào tạo hay không? Thậm chí liên quan đến việc sự có mặt của ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trong lễ bế giảng của khóa đào tạo này. Cũng phải xin nhắc lại, Trung Quốc lâu nay là thế lực chính trị hậu thuẫn và tạo nên quyền lực cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhờ có sự hậu thuẫn của Trung Quốc, ông Trọng đã đả bại được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngay tại Đại hội Đảng lần thứ 12. Kể từ đó, ông Trọng đã thâu tóm, chọn và có quyền lực tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đại hội lần thứ 12, nhân sự cho chiếc ghế Tổng Bí thư là cuộc so găng một mất một còn giữa hai ứng viên hàng đầu, đó là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi Nguyễn Tấn Dũng liên tục thắng thế và với sự ủng hộ rất cao của Ban chấp hành Trung ương với tỷ lệ trên 70% so với ông Nguyễn Phú Trọng, Đài BBC vào ngày 27 tháng 12 năm 2015 cho biết, Chủ tịch Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam vào hồi đầu tháng 11 năm 2015 đã bày tỏ lời mời đương kim Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Trung Quốc vào một thời điểm thích hợp trong tương lai. Chủ tịch Quốc hội ông Nguyễn Xuân Hùng khi đó và Chủ tịch ông Nhân Đại Trung Quốc Trương Đức Giang tại lễ đón và hội đàm vào ngày 25 tháng 12 năm 2015. Lúc đó, nhà nghiên cứu Dương Danh Di nhận định với BBC rằng cá nhân tôi với sự hiểu biết của tôi thì tôi cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng khá chắc rồi. Cho nên khi mời ông Dũng đi, tức là phía Trung Quốc đã bỏ phiếu Tổng Bí thư cho ông Dũng đấy. Vậy mà ông Trọng đã lật kèo ở phút cuối. Vẫn theo BBC, ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam lúc đó nhận lệnh bất ngờ sang thăm Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2015. Chuyến thăm của ông Hùng ngay trước Hội nghị Trung ương lần thứ 14 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1 năm 2016. Đây là hội nghị cuối cùng của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 nhằm hoàn thiện công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 12. Bình luận về thực chất chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Sinh Hùng khi đó, tờ báo Nikkei Asia vào ngày 27 tháng 12 năm 2015 đồng quan điểm với BBC, khẳng định có liên quan đến vấn đề nhân sự của Đại hội lần thứ 12. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Ở thời điểm đó, giới thạo tin cho biết ngay trong chuyến thăm Trung Quốc của Nguyễn Sinh Hùng, Nhân Đại Toàn quốc Trung Quốc, tức là Quốc hội Trung Quốc, đã thông qua một nghị quyết cho phép quân đội Trung Quốc được đưa quân ra nước ngoài để bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội. Nghĩa là Trung Quốc bóng gió sẽ đưa quân đội đến Việt Nam. Bình luận về chuyến thăm này của ông Nguyễn Sinh Hùng, BBC viết thực chất là tước đoạt quyền lực chính của Ban chấp hành Trung ương hướng tới việc loại bỏ ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành nhóm ứng cử viên cho vị trí Tổng Bí thư tại Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do ông Nguyễn Tấn Dũng cảm thấy có sự chẳng lành nên đã chủ động làm đơn xin rút lui và Tổng Trọng ngồi tiếp ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2 với sự bảo kê của Bắc Kinh và có quyền lực sau đó tuyệt đối trong đảng là như vậy. Một khi Trung Quốc đưa ông Trọng lên thì bây giờ Bắc Kinh cũng có thể lôi cổ ông Trọng xuống là chuyện quá bình thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Hội nghị Trung ương 8, vì sao Bắc Kinh muốn lôi cổ Nguyễn Phú Trọng ra khỏi ghế Tổng Bí thư. Bộ trưởng Công an sử dụng
con bài Thanh Nhàn IC để mặc cả với Tổng Bí thư Trọng điều gì? Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, lại được Bộ Công an kêu gọi ra đầu thú một lần nữa. Truyền thông nhà nước vào ngày 10 tháng 10 đưa tin, thông báo của Bộ Công an Việt Nam nêu rõ, vào ngày 23 tháng 10, Tòa án tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa ra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh ra xét xử. Vụ án này xảy ra khi đương kim Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy ở Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2011-2015. Bộ Công an tiếp tục kêu gọi Chủ tịch IEC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú. Giới thạo tin đánh giá, Bộ Công an của ông Tô Lâm đang lặp đi lặp lại các thông báo yêu cầu kêu gọi đầu thú đối với bà Nhàn là một chủ ý có tính toán, chứ không đơn thuần là biện pháp nghiệp vụ của ngành công an. Giải thích câu hỏi đó và vì sao lại như vậy? Đó là lý do. Thứ nhất, ông Tô Lâm và phe cánh đã có những bằng chứng cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm cách đẩy Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an để đưa đàn em thân tín của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Phan Đình Trạc lên ngồi thay. Theo tính toán của Tổng Bí thư, khi ông Trọng không thể ngồi tiếp ghế Tổng Bí thư lần thứ tư liên tiếp theo tham vọng vào nhiệm kỳ Đại hội 14, thì người kế nhiệm chức Tổng Bí thư sẽ là Vương Đình Huệ và chiếc ghế siêu quyền lực Bộ Công an sẽ do Phan Đình Trạc ngồi. Thứ hai, Tô Lâm muốn nhắc lại với ông Trọng ân huệ và đặc vụ của Bộ Công an vào năm 2017 đã liều mình bắt cóc Trịnh Nhân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin, nước Đức, rồi đưa về Hà Nội, nhờ đó đã tạo ra tiền đề cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi động công cuộc đốt lò để triệt hạ đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau chiến thắng của ông Trọng tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12. Thông điệp Tô Lâm muốn gửi tới ông Trọng là nỡ lòng nào ông Tổng Bí thư lại lật kèo và đối xử với Bộ trưởng Công an Tô Lâm đến như vậy. Đó cũng là lý do vì sao khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời chức Chủ tịch nước, nhiều ý kiến đề nghị ông Tô Lâm phải đảm trách chức vụ này, nhưng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dứt khoát từ chối. Ông Tô Lâm không muốn để Phan Đình Trạc được hưởng lợi. Truyền thông của Đức vào tháng 8 năm 2023 đã công khai loan tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ẩn náu ở Đức sau một thời gian ẩn trốn ở Anh Quốc. Thông tin còn cho biết thêm, phía Hà Nội có yêu cầu Berlin phối hợp dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam. Tuy vậy, yêu cầu này đã bị từ chối thẳng thừng. Đồng thời, chính phủ Đức cảnh báo Hà Nội không được bắt cóc bà Nhàn trên lãnh thổ nước Đức. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay. Vậy mà, cho đến nay, Bộ Công an của ông Tô Lâm cũng chỉ úp mở về chuyện họ chưa bắt hay khó có thể bắt được bà Nhàn, đồng thời cũng không công bố hiện bà Nhàn đang trốn ở đâu. Giới thạo tin thì tiết lộ, quan hệ giữa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và trưởng ban nội chính Trung ương Đảng Phan Đình Trạc từ lâu vốn đã cơm không lành, canh chẳng ngọt. Ông Phan Đình Trạc là phó thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương và là một người thân cận của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trạc thường có biểu hiện tham vọng muốn ngồi đến chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm. Phải chăng đó là lý do Báo Thanh Niên vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 cho biết Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định Bộ Công an luôn quán triệt điều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý nhiều lần là không cua cậy càng, cá cậy vầy. Sau đó, vẫn theo tờ báo Thanh Niên, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư vào ngày 27 tháng 2 năm 2023, trưởng Ban Nội chính Phan Đình Trạc đã đề nghị các cơ quan nội chính thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cơ chế phối hợp tránh cua cậy càng, cá cậy vầy, quyền anh, quyền tôi. Theo giới trần sát, thì đó là phát biểu đáp trả của Tô Lâm đối với ông Phan Đình Trạc, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam hiện nay. Điều đó liên quan gì tới thất bại của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vừa qua, cộng với mối quan hệ của ông Trọng với Trung Quốc đang trở nên rất xấu? Xin nhắc lại, Trung Quốc lâu nay là thế lực chính trị hậu thuẫn và tạo nên quyền lực cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc đánh bại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội lần thứ 12. Kể từ đó, ông Trọng đã thâu tóm chọn và có quyền lực tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù trước đó, tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 năm 2012, Tổng Trọng đã phải bật khóc bởi bất lực vì không kỷ luật được ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin Bộ trưởng Bộ Công an sử dụng con bài Nguyễn Thị Thanh Nhàn IC để mặc cả với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề.